đây là món ăn món canh chay, món canh nấm nấu với bí đỏ mà mình đã nấu xong. Món này thì mọi người có thể ăn cùng với những cái món mặn và cơm. Cách nấu thì cũng rất là đơn giản, mọi người có thể theo dõi các bước hướng dẫn như trên của mình nhé. Cảm ơn mọi người đã đón xem hết video nấu ăn của mình hôm nay. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau trong những video nấu ăn lần sau nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình lại cùng với mọi người nấu một món canh rất là bổ dưỡng từ bí đỏ. Mình sẽ nấu canh bí đỏ cùng với nấm hương. Nấm hương thì mình có mua được nấm hương tươi ở siêu thị. Nếu mọi người không có thì có thể nấu với nấm hương khô cũng được. Mình sẽ cho bếp một nồi nước và cho bí đỏ lên để ninh trước cho mềm. Mình sẽ ninh vào đây được canh. Những món canh thì mình sẽ nấu nhạt hơn một chút. Mọi người sẽ đun sôi lên, sau đó hạ nhỏ lửa và nấu trong vòng tầm 10 đến 15 phút là bí đỏ cũng mềm rồi. Sẽ để trên bếp 10 đến 15 phút nữa. Sẽ để nhiệt ở mức 5 để cho sôi lăn tăn trong vòng 10 phút và quay lại nấu tiếp. Và bây giờ thì sau tầm 10 phút thì phần bí cũng khá là mềm, mình sẽ cho cái chân nấm vào để nấu cho ngọt nước. Canh này có thể gọi là một món canh chay được. Cái chân nấm này thì nó sẽ rất là ngọt nên là mọi người sẽ ninh thêm khoảng 5 phút nữa.
cho cái phần nấm và nấu tiếp. Canh này thì sẽ có vị rất là ngọt, vị ngọt từ bí đỏ cũng như là vị ngọt từ nấm. Sau khi đã ninh được tầm 3 đến 5 phút rồi thì phần ngọt đã tiết ra nước canh. Bây giờ thì mình sẽ tắt bếp đi nhé. Và cho ra một cái bát. Ba lần nữa, hơi giật.